Ghi mà. Đấy, bom ăn, anh bom này đang dự đoán này. Mong rằng map 2 nip lên được 7 round danh dự. Đấy như chúng ta nói nãy giờ, chiến thắng nó khoảng 16-17, à 16-7, 16-8 sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Kiểu một trận bán kết nghe nó kiểu 16-7, 16-8 nó còn kịch tính một tí kiểu, kiểu thi thoảng tao bị lỡ chốc một phát thôi, xong rồi bị kiểu trượt mất trận đấu, mất Mà mạng nghe đầu ấy. nghe nghe Nó hợp lý nghe hơn. kiểu nó cứ kiểu bị đáng thương Kiểu cần cần phải được như thế. mong 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 rằng nip lên được 6 đến 7 round, nghe kiểu mà các kiểu trẻ con mà những người lớn ấy thề. Kiểu kiểu giải giải fucking noob xong rồi có mấy ông sờ mớp vào ấy, kiểu nó bị quá đà, Đề nghị Achalit chơi game với 4 người rồi nó bị quá nằm. đà quá. Achalit chơi game 4 người cũng không được. Ở cái vòng Legend thì tỷ lệ thắng của Achalit, thắng round đấu của Achalit trong một tình huống 4 vs 5 của họ, họ cũng đứng top 3, top 2, top 3 gì đó. Nó cũng phải trên 50% rồi. 4 vs 5 đấy. Chưa nói 5 vs 4, 5 vs 4 họ đứng nhất và nó rất là cao, nó khoảng 80%. Từ nãy giờ thì toàn là 5v4 mà cái đoạn đầu ở Toàn Mirage toàn pick sớm đúng không? đấy. Toàn Em có lợi thế pick trước không, cuối cùng có làm được gì đâu. sớm. Thế bây giờ phải bỏ hai ông đi. Rồi bỏ một thôi, bỏ hai Bỏ không thì là bỏ một 20 cân chứ. thì lên được 11 round. À. Không, bỏ một vẫn chỉ đoán là lên được khoảng 8 round. Dã man. Đề nghị cho tôi vào thay vì vậy. Không, bây giờ phải hai bên phải đổi đổi một người cho nhau ấy nó mới cân. Cái việc mà MIBA mà bị nắc thì mình có trong linh cảm sẵn rồi, lạ gì nữa đâu. Hôm nay một cái tấm gương nó sáng như thế này, Đi trước, đi trước. Người anh tấm gương người đi trước. gọi là anh là phải làm gương. Đấy, bây giờ là đợi nó thằng em này làm sao. Thì em kiểu đi ra cũng cố gắng rút kinh nghiệm, đi thêm một tí lên được khoảng đấy trên 10, con trên con số 11 Bây là giờ ok mà bắn rồi. với cả Absolute thì cái cơ hội duy nhất cho MIBA nó là cái ma tiếu được trên. Inferno Cơ có hội duy cửa nhất, Inferno không có cửa. không? Không có Chắc chắn nó không có cửa cửa. Chỉ có mỗi đợt trên thì có thể ăn được rồi. Đồng thời bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả ma tiếu thứ hai thôi. mà đớt hay không. Đớt sai không luôn. Hai không à? Đớt sai không. Toàn. Bây giờ thì bên phía NFP họ chọn cho mình City Side và chúng ta xem họ thể hiện City Side như thế nào đây. Một đội hình gọi là 3A, một mid và một B đến từ NFP. Tại sao họ có vẻ như là bắt bài về đối phương đánh bom xe A rồi? Nếu Achalit họ trả nhanh vào B nó sẽ rất nguy hiểm khi bom xe B retake là quá khó. Và bây giờ Dennis đang có được những tình huống lấy thông tin ở mid đồ. Nghe tiếng flash này sẽ đoán được đối phương chiếm mid rồi. Bây giờ có mồm nào không thì tôi chết rồi. Mà đi bắt được Dennis ở khu vực A shot. Tiếp tục các thành viên Achalit trả lấy bom xe A lên pro. Trời ơi, táp như thế này thì vứt súng thôi anh ơi. Toàn rồi. Ôi, và Get Right thì đổi được một tôi. Forex cũng bắn lỗi skill nằm xuống bể Magit. Giờ thì Rex đang di chuyển lên từ khu A shot. Tuy nhiên thì vị trí đẹp nhất đã được chiếm với Achalit rồi. Và giờ thì quả bom nó sẽ đặt về đâu đây? Vẫn quyết định đặt bom kín, Drake di chuyển lên. Nhưng đây là thiếu 1v3. Bắt đầu có flash the bomb lên. Và bây giờ thì Drake đang muốn solo em tình huống này. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, 3 khẩu của 5 đang dí vào. Và bây giờ thì Drake bị gục bởi Divine. Lại là một round pistol nữa. Khó quá. 1-0 dành cho Achalit. Vừa Vâng. rồi thì Nip đã bắn khá đông người của bom xe A, nhưng mà nó cũng không đóng góp được gì nhiều khi mà trong những cái round pistol như thế này thì những tình huống đấu skill nó quyết định đến 80%. Bắt bài là tốt, bắn nhau thì lại không. Nhất là vị trí của Dennis hay là Red, họ đã có cơ hội để làm gì đó nhưng không được rồi. Black Crow vừa bị bắn yếu bởi Divine. Trong round thi đấu này thì Achalit có tới 2 AK. Hướng chuẩn bị cương shot tới từ Nip rồi. Solo em, Dupri vừa bị bắn mồm. Nhưng giờ thì Dupri ngay lập tức get shot đi get right. Chỉ Rake nằm xuống bởi Magis Boy. Dần Playbo ra mid vẫn xin quả flash cực kỳ cẩn thận. Black Crow nằm rồi. 5v2, còn lại hai player cũng ấy shot thôi. Tuy nhiên thì vị trí của Magis đã clear hoàn toàn khu bom xay B.
Tuy nhiên thì Asian League có vẻ như vẫn muốn bắt nốt súng thì phải. Bom sẽ được mang về và đặt tới từ vị trí của Divine. Vấn đề ở cái map Dark Side này, nếu bắn ở City Side, bạn sẽ phải thắng liên tục để cho bên phía T Side họ không bó tiền, cũng như là cái lượng tiền của mình nhiều nhất để có thể thủ được bom Side. Nhưng bây giờ thì toàn lục thế này thì đỡ làm sao. Vâng, Forest với tổ UFP không còn cơ hội nữa rồi. Vâng, cái lượng tiền của các thành viên Achalit họ cũng bắt đầu dần dần được tích lên. Và nếu mà phải để bắn cho những cái round mà Eco hay là Forkby liên tục ở City Side thế này, liệu tỷ số cái lượt first half nó có lại một cái kịch bản cũ như cái map thi đấu trước hay không đây? 15-0. Và giờ thì Nip sẽ có cho mình một round Forkby. Rất nhiều những khẩu AUG đã xuất hiện rồi, tuy nhiên thì không có orb. Vừa rồi là một điều mà Divine đã bắn khá là ảo. Rake vẫn ăn một viên scout khi mà di chuyển qua quả smoke. Nip đang bắn cho mình một đội hình tới hai người trong cục bom say B, đó là Dennis và Rake. Trong khi đó là trong cục bom say A, Get Right sẽ là người bắn long, hai player còn lại là Electro và Forest sẽ giữ ở cục A shot cũng như là bom say A. Bắt đầu trả smoke ra mid rồi. Archelic có vẻ như đang muốn có một tình huống đánh vào cục bom say B. Đây là một round đấu mà Nip đã hết bom, và đó là lý do tại sao mà Archelic muốn đánh vào. Flash được trả ra một mạng của Rake rồi, nhưng Magis Boy lại bắt được Dennis. Rake di chuyển và đó là double kill dành cho Magis Boy. Một tình huống đánh vào bom say B quá hợp lý, nhưng mà khả năng đọc bom của Archelic là cực tốt trong round thi đấu vừa rồi. Và giờ thì đang muốn cứu bom ừ. Retake bom say B nó gần như là điều không thể. Archelic còn một rổ bom trong người, làm sao mà cứu được đây. Giữ súng lại để có thể thi đấu trong round tiếp theo, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Và đúng rồi, 3-0 dành cho Archelic. Quá nhanh chồng. Trận đấu diễn ra chắc còn chưa quá được 10 phút nữa mà tỷ số đã là 3-0 rồi. Các thành viên của Archelic thì ở những cái round thắng của họ gần như là họ chỉ mất nhiều lắm thì một người. Còn chưa có round nào họ mất hàng ở trong round Pistol thì không nói. Hai round thắng họ chỉ mất một người rồi, không mất ai nữa. Cái lượng tiền của họ kìa. Và bây giờ còn 6-7 nghìn tiền thế này thì làm sao để NIP có thể ép cho Archelic Eco đây. Và bây giờ Get Right đang nghe rất nhiều tiếng nhưng mà phải trốn ngay. Vâng, anh già trốn kỹ quá. Ngá ra bọn trẻ lại đấm cho vào mồm thì mất kiểu ao rồi. Một tiếng tăng entry quá hay của Magit. Và có thể thấy hai cái mồm luôn. Vâng, thực ra thì cái meta AUG như này nó đang khiến cho cái việc đẩy lùi mất cái tactic gọi là high op ở bên City Side. Nhưng mà ở cái map Dark Side này tôi nghĩ là không nên bắn quá nhiều AUG, nhưng mà vừa rồi Divine anh ta bắt được Lecro nhưng ngay lập tức bị đô chết bởi Dennis. Chứ một tình chỉ là một tình huống chết kill ở khu vực A-Long rồi. Các thành viên Archelic họ vẫn đang muốn chiếm khu vực middle. Magit vừa bắt được Rake ở đâu đó, có vẻ trong khu vực platform. Magit đang muốn tăng luôn ra, và bây giờ thì sao? Không có double kill thì ông đổi mạng top tới The Forest. Magit vừa rồi đã bắn khá là lỗi skill, nhưng giờ Flash được boost ra là tốt. Có lẽ Forest sẽ... hai mạng cho Forest rồi. Tài năng trẻ Forest đang bắn quá hay trong tiếng vừa rồi. Bây giờ thì sao? Ông chủ động bắn trước. Và giờ thì đó là triple kill 12 HP. Và cuối cùng thì Dennis đã cùng đi Dupri cùng Middle. Đâu rồi, mang mấy thằng MVP top 2 HLTV, King of Clutch các thứ mang hết ra đây. Thần rừng cân hết. Vâng, Forest với một cái pha triple kill, một mình đứng ở bom dài bề, nó phải gọi là quá chắc chắn luôn. Vừa bảo là cơ hội lấy đâu ra cơ hội để ép Archelic Eco đấy, thắng nốt round này nữa thôi. Họ hoàn toàn có thể khiến cho bên Archelic phải cầm cho mình những khẩu lục rồi. Bây giờ bên phía Archelic chắc chắn vẫn full bài, Divine lên được op rồi. Trong khi đó Forest cũng có cho mình một khẩu op luôn. Vâng, nhưng vừa rồi có vẻ bị bắn yếu ngay lập tức. Forest chỉ còn 13 máu thôi. Và một tình huống đấu ở đâu đó đến từ Forest và đã không chiến thắng được Divine. Hơi khó rồi, đây là một round có vẻ Archelic họ như muốn đánh lên bom sai A. Vâng, vị trí của Zipnik ở A-Long sẽ là rất quan trọng. Thì mà đối đầu với anh ta đang là Get Right. Bên phía của Archelic vẫn đang rất từ từ thôi. Còn câu cho đối phương hết bom đã. Nip không phải là một cái đội giữ bom quá tốt, và bây giờ họ chỉ còn một lửa và một smoke đến từ Lecro. Khi mà time còn một phút. Khó thật rồi.
Red Ryan đang có vẻ như đang muốn đẩy vụ A-Long rồi. Trong đó thì Archelis sẽ di chuyển vào so tồi, full một bộ bom, trong đó nip hết sạch đồ. Bắt đầu có flash được bom ra, rồi có quyết định di chuyển hay không, khả năng là một điều festival. Ship cũng đã bắt đầu di chuyển xuống khu vực lâu tồn. Và giờ thì sao đây? Hầu khá đông. Và bây giờ thì sẽ có flash được pop ra. Tại cùng chờ xem Archelis sẽ làm cái trò gì đây. Nhảy City Bay tới từ Claymore. Đó, một yếu timing smoke cũng như flash cực cay. Danny bị bàn yếu Electro nằm xuống bên Clay rồi. Tiếp theo thì Dupree đang tăng lên. Thêm một mạng nữa dành cho Dupree. Getride đang khó quả smoke ăn quầy. Vâng chỉ đổi được một thôi. Double kill dành cho Getride. Ngay lập tức thì mang Eastboy đổi mạng kịp thời. 2v3. Con xe đã được chiếm bởi Archelis. Trong khi đó thì vị trí của Clay đang rất khó đoán. Forest cũng chỉ còn 13 HP rồi và có vẻ như Nip cũng không muốn cứu bom trong tình huống này. Red lộ tiếng rồi, và bây giờ thì lùi thôi, Clay sẽ nghe thấy. Tỷ số là 4-1 dành cho Archelis. Vâng, rất đáng tiếc cho NIP. Chính xác là vị trí của Get Right, nếu phải đấy anh ta chỉ cần có thêm một viên đạn nữa thôi. Chỉ cần thêm một viên nữa anh ta hoàn toàn có thể kết thúc được Magis. Và nếu kết thúc được Magi thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo một cái chiều hướng nó có vẻ như là sẽ khác đi rất nhiều. Chúng ta có thể thấy được một cái pha ném bom mà tham minh nó chuẩn đến từng gọi là tích tắc của Archelis. Từng bước di chuyển. Quả smoke. Họ tính toán. Glaivol vừa chạm chân xuống đất thì cái quả smoke và quả flash nó nổ cùng đúng lúc đấy. Khiến cho bên phía NIP phải gọi là chưa biết tìm được cách nào mà chống đỡ nữa. Quá bất ngờ. Và vừa rồi đã là một cái pha gọi là bắn tốt nhất của các player còn lại rồi, gọi là có sự hỗ trợ kết hợp cho nhau một tí rồi. Nó vẫn rất khó khăn. Chúng ta nhìn này, quả smoke che A-Long cũng là rất tính toán luôn, để cho vị trí của Divine có thể tanh lên. À không, thì đó chính là Duck Free. Bây giờ thì sao đây? Tiếp tục Archelis chiếm A-Long rất dễ dàng. Đây là một cái round mà NIP mua cho mình những khẩu AUG cùng với ốp của Forest xếp được rồi. Bên đây, các thành viên của Archelis họ đang chiếm hết các vị trí đẹp trên bản đồ rồi. Ở cái map đất sai này chiếm A-Long được thì sẽ nắm giữ được thiên cơ để có thể chiến thắng. Vậy liệu bây giờ bên phía Archelis có muốn đánh tổng lực vào Long hay là đánh sang cả Short đây, khi mà ở A-Short đang có vị trí của Getride và thậm chí là cả Lecro cũng đang nhấn nhá ở đây nữa. Vị trí của Dupree vẫn đang là những thứ kê lại. Tuy nhiên Glaivol đang di chuyển. À vâng, vậy là Glaivol về ném quả smoke shot hỗ trợ cho vị trí của Dupree. Tìm work cực tốt tới từ Archelis. Và giờ thì sẽ là hai quả smoke che đi cuộc City Bay hay chăng. Divine bắt đầu cần smoke rồi, chúng ta cùng chờ xem. Dupree lửa lên cũng ấy shot nhưng không phải là một tiếng di chuyển lên. Với tình huống ném bom vừa rồi thì Dupree đã lộ rồi. Trong đó thì Dupree đang quay ngược về B, flash đầu. Dennis đang có góc kề trước ngay lập tức thì Divine bắt được Dennis. Electro đi qua smoke không thành công và bị ăn gung bởi Simnick. 5v3 rồi. Đang có một tiếng mock shot nhưng có vẻ ghép rai lộ. Bây giờ là một tiếng bắn trượt nhưng Divine vẫn lùi được. Trong đó thì Rex vừa rồi đã bắt được Dupree. Một pha bài tờ không thành công nhưng vẫn là những lợi thế hơn người cho Archelis và khả năng cao thì tỷ số sẽ là 5-1 thôi. Nhưng mà Nick tiếp tục không muốn cứu bom trong round thi đấu này. Đợt 2 là một trong những map thi đấu cực kỳ khó để cứu bom, đặc biệt là khi đi qua khu mid hai bom sai là cực kỳ xa nhau. Và đi qua khu mid thì thường xuyên khoảng tầm 90% sẽ mất người khi mà bị bài tờ. Vâng, các thành viên của NIP họ lại xếp súng rồi. Và như tôi đã nói thì nếu mà bắn ở bên City side thì bạn cần phải giữ một cái lượng súng nó ổn định, chứ nếu mà liên tục để mất súng thì Eco và Fog Buy. Có vẻ như game quá dễ nên là bây giờ Archelis nó còn đấu hài với nhau một chút rồi. Chúng ta game vốn vẫn thế mà. Game thì nó vốn vẫn thế mà. Archelis thì vẫn hay như vậy. Chỉ là đối thủ của họ liệu có được một ngày thi đấu tốt hay không thôi. Và hôm nay có vẻ như là NIP. NIP thì đâu, thực ra thì họ vẫn giống như bình thường. Nhưng mà tại vì giống như bình thường thì tỷ số nó mới là như này. Họ cần một ngày thi đấu mà có phong độ cao hơn thế này rất nhiều. Vẫn là những khẩu AUG đó, vẫn những khẩu ốp đó đến từ Forest. 5-1 dành cho Archelis. Và liệu NIP họ có cơ hội nào nữa hay không đây. Và vị trí của Dennis đang muốn đẩy sớm ra middle để lấy thông tin chăng. Trên tay thì chỉ là một khẩu AP và bom side B cũng đang được giữ bởi Lecro và Getride. Và Lecro thì có vẻ không được
tính đến cho lắm khi mà Get Right thì là người duy nhất cầm súng to. Ui, chết rồi. Dupree bắn ngay một viên vào mồm của Lecro. Và bom dài bề lại mất trong một nốt nhạc rồi. Get Right đã bỏ mặc đi người đồng đội của mình. Và giờ thì có vẻ như đang muốn tham binh để đi qua hay chăng đây. Vâng, Get Right đang căn tham binh rồi. Giờ thì sao đây? Vâng, bắt đầu đi qua và ngay lập tức thì Get Right bị cùng về Dupree thôi. Thôi. Và lại đi xếp súng thôi. Vâng, giờ thì Rake làm gì đây? Rake đổi được một mạng của Clay. Gọi Dennis đến để nhặt khẩu AK. Làm thêm một khẩu AK nữa rồi. Bài ca xếp súng rồi. Giờ thì tiền nó không phải là vấn đề với Achalin nữa rồi. Ừ, có vẻ như là ở cái map này thì Achalin họ đã biết ý hơn một tí. Và là họ để cho NIP có được cho mình một round danh dự sớm hơn rất nhiều. Không phải nhọc nhằn như là ở cái map thi đấu trước nữa. Còn bây giờ thì các thành viên Achalin họ có muốn đi bắt súng đối phương hay không? Họ đang có khá nhiều tiền. Một là lạc ui custom thôi, gọi là quá chuẩn đến từ Sipex. Sờ mốc che phải để check trái. Cẩn thận đủ trò luôn. Đem đi đổi một. Tiếp theo thì sao đây? Dupree đang pre-fire, không có mạng rồi. 6-1 tuy nhiên thì cũng chỉ giữ được 2 súng rồi. Và đương nhiên với cái lượng tiền còn lại thì chắc chắn sẽ lại là một round full buy tiếp theo của NIP. Thực sự là với cái tác tích dual entry của Achalit nó đang là một bài toán quá khó giải với các team. Có hai con quái vật entry cực tốt là Dupree và Magis Boy. Chưa kể đến là những quả flash được búp ra để hỗ trợ những tình huống entry này thì nó còn không kém phần gọi là chất lượng. Giờ thì ra midder. Anh cứ xem, Dupree tiếp tục là một dùng entry ở đây và lại bắt được Dennis rồi. Flash là quá tốt tới từ Achalin. Red đã không thể nào hỗ trợ được cho người đồng đội mình trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì sao đây, một tình huống hơi tự tin và Divine đã nằm xuống 4v4. Red vẫn đang thi đấu khá ổn ở cùng middle với cậu Orb. Nhưng giờ thì liệu có nhoi hay không, Dupree đã kê trước rồi. Red làm sao vậy, một tình huống nhoi ra không khác gì là tự sát tới tài năng trẻ Red. Lại là một lợi thế hơn người 4v3 dành cho Achalin. Dupree vẫn đang có một góc kề trước. Và lần này thì Lecro đã chiến thắng pha solo nhưng bị quân mang rồi. Clay đục cho Lecro. Ôi chết luôn. Và Magis Boy thì đã vào được bom xe bề. Rồi thì nạn nhân khả năng cao sẽ mang tên đó là Rake ở đây. Clay bị lộ vị trí rồi, cần phải có một tí back up. Smoke được trả ra để di chuyển về. Magis Boy ở Rake thành công. Get Right đổi một bom rơi bắt được tồn. Tuy nhiên thì Get Right có 13 HP thôi. 35 giây trong tiếng này. Sip biết điều này, Sip đang di chuyển về với người đồng đội của mình. Ui, bắn khác gì của hack đâu. Get Right đánh lô. Bắn khác gì của hack đâu, nhìn thấy rồi. Và bây giờ thì Sip địch hạ gục đi Get Right. Và 7-1 dành cho Achalit. Bây giờ tôi mới biết là Achalit thì ngoài cái việc nhìn xuyên sớm mốc thì ở cái Major này đấy nớp cái radar đi để không nhìn xuyên sớm mốc được nữa. Thì bây giờ là Achalit nâng cấp đây là nhìn xuyên tường. Nhìn xuyên tường luôn. Biết đục qua cửa xong rồi đấy bò xuống bắn thẳng vào vị trí của Get Right đến từ Steepex. Thế thì đỡ làm sao. Tài năng Get Right chán rồi. Tài năng trẻ Get Right thì còn trẻ gì nữa. Bắn thế này thì trẻ cái gì. Và nhìn số kill của Get Right 405 á tốt nhất của bên phía NIP luôn. Vừa rồi thì Get Right có vẻ như đã khá cục khi mà dồn vị trí của Divine. Tuy nhiên thì anh đã phải trả một cái giá khá đắt. Lửa được trả vào một kinh nghiệm piston nằm ngay xuống bởi Dupree. Mất đi cùng bom xe A trong một nốt nhạc rồi. Nip đang bắn với một thái độ khá là freestyle. Vâng, Lecro tiếp tục có cho mình hai mạng trước khi Dupree hạ của Forest. Và giờ Lecro làm gì đây? Lecro là một trong những player có khả năng bắn đi cùng cực tốt. Và bây giờ thì solo em nhưng không được rồi. Sim này có vẻ như đọc luôn ra được vị trí của Rake như điếu này hay chăng. Flash được trả ra rất nhiều đồ được trả ra. Rake solo em và đó là double kill dành cho Sim. 8-1. Có vẻ như NIP họ vẫn đang hy vọng vào những cái tình huống gọi là đẩy một cách gọi là bất ngờ của mình. Đẩy bất ngờ để gây cho bên phía Achalit không kịp trở tay. Nhưng mà không, Achalit họ phải gọi là bắn quá cẩn thận. Đúng là nhìn xuyên tường nó khác. Đối phương đẩy cũng đứng lại kề. Mà không đẩy thì ông lại đẩy lại đâu. Tam Minh nhưng mà còn bắt bài chuẩn xác đến từ Achalit.
Chơi xong rồi, bây giờ thì bên phía NIP bắt đầu chơi hai ô. Forest vừa bắt được Dupree. Đi ba bị yếu, Gley bị bắt yếu luôn. Còn tactic hai ôm cái map đỡ sai này nó phát đi hiệu quả rất lớn. Vẫn liệu là đây có phải là những round bắt đầu comeback của NIP không? Vâng, hy vọng là đây chứ đâu. 40-5. Vâng, bên phía Astralis họ đang yếu máu hơn NIP rất nhiều. Get Right là người tiếp tục giữ lại người lòng. Forest có double kill. Vâng, đây rồi. Tài năng trẻ Forest bắt đầu lên tiếng. Vâng, nhả cho cái map một thế thôi. Nhả thêm cái lượt nửa second half, à first half thôi. Tiếp tục từ Necro. Đấy rồi, tactic 2 op đến từ NIP. Vâng, chìa khóa để chiến thắng được ở bên phía CityStar. Hơi khó để cho Astralis có thể vào được. Còn một mình Magic thôi. Double kill nữa dành cho Red. Và như tôi nói thì cái meta AUG nó đang đẩy lùi cái meta 2 op lại rất xa. Nhưng mà ở cái map đỡ sai này thì dùng 2 op nó lại là đôi khi nó phát huy hiệu quả lớn. Nhưng mà cái tầm nhìn của nó phải gọi là quá lớn. Hãy nhìn đây, ống nhầm X2, X3, X4, X5 gì đấy, xa dã man luôn, xong rồi bắn một phát chết người. Bên phía Astralis hoàn toàn bất ngờ với cái tình huống up op này của bên phía NIP. Và nó khiến cho là Astralis họ bị phá vỡ cái kế hoạch tấn công hoàn toàn. Tuy nhiên thì lượng tiền bên phía của Astralis vẫn còn rất nhiều. Thì tiếp tục vâng, một điều tăng long nhanh rồi. Là trả ra là cực kỳ đều tay tới từ Astralis. Và Nip mất đi vùng A long rồi. Vẫn quyết định pop flash và đi qua bắn bài long một mạng của Dennis. Tiếp theo được level khó là một kill, Get Right đổi một. Nhưng giờ thì Get Right làm gì đây? Magis đang muốn tăng luôn ra. Ừ, có đọc được ra vị trí của Get Right không? Vâng, lộ rồi. Get Right bắn yếu Magis boy. Divine cần phải cover cho người đồng đội của mình. Trong khi đó thì vùng bom xoay B cũng như là Mid vẫn chưa dám đẩy. Get Right đổi vị trí khá khôn ngoan điều này. Nhưng đây vẫn là một vị trí default rồi. Bắt đầu pop flash ra. Và giờ thì sẽ là trả đồ ra để Magis lùi về hay chăng? Vậy là fake sao rồi. Divine có một tiếng fake sao và lùi về. Tuy nhiên thì liệu Get Right có đủ tỉnh táo hay không? Một tiếng fake rất khó chịu tới từ Astralis. Có vẻ thì Get Right không đoán được rồi. Và bây giờ được flash được trả ra và Get Right nằm xuống. Anh não quá khó chịu tới từ Astralis. Anh não quá trời ơi. Và bây giờ Red muốn đẩy lộ tiếng rồi thì làm sao mà ăn được đắp quý. Nhưng mà đấm mồm là hay. Và Red lại lùi về đưa tình huống về là 2v2. Magic Boy chỉ còn 6 máu thôi. Và tất cả sẽ phụ thuộc vào vị trí của Divine. Nếu bây giờ anh đã kết thúc được Red một cách nhanh gọn thì hoàn toàn có thể là một chiến thắng dễ dàng. Astralis họ chiếm được bom site B. Nhưng Red đang kê trước rồi. Bắn được rồi, Divine nằm xuống. Và Magic Boy với khẩu ốp này thì không có quá nhiều cơ hội. Quyết định đổi sang AK luôn. Lại ôi tiếp tục lộ tiếng. Ôi, 6 máu. Magic có vẻ như muốn chơi liều rồi. Xông vào gọi cả Necro về đến từ vị trí của Red. Nhưng thôi, không check kỹ. Góc đứng của Red đã là đẹp hơn. Và nó là round thắng thứ 3 dành cho NIP. Và tôi đang thấy Divine chỉ còn 3.500 tiền thôi. Hết tiền mua ốp rồi. Những tiếng bắn của Red nó là cực kỳ chất lượng. Tay rất to luôn. 83. Đấy ơi, Get Right bắt đầu gáy rồi. Đúng rồi, anh cứ phải gáy thì anh em có tinh thần mà bắn tiếp. Tầm này một round thôi nó cũng đã là rất quý giá. Nip cần phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất mà mình có được. Ở giờ thì Astralis phải sử dụng cho mình một quyền power tactic rồi. Vậy nhưng cũng đã có những dấu hiệu. Vừa rồi thì nếu như thông thường Divine chắc chắn sẽ không vào một mình. Có vẻ như tâm lý quá thoải mái tới từ Astralis đã khiến cho Divine có một pha xử lý cực kỳ tự tin. Và đương nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi và Astralis đã phải trả giá trong trận thi đấu vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một kill round dành cho Astralis cũng như là Nip luôn. Pha first pick không thành công tới từ Dupree. Nó lại Get Right vẫn tiếp tục muốn cường skill của A-Shot với khẩu AUG. Flash được trả giá là tốt. Get Right lộ vị trí rồi. Bây giờ thì sẽ có lửa được ném lên hay không? Level đang căn một con lửa rồi. Bắt đầu có lửa và bây giờ thì lùi về để bắn nhau thôi. Phát hiện ra Get Right cũng chẳng ngược một lửa ra. Thêm quả smoke nữa và Get Right sẽ lùi rồi. Nhưng mà có thấy cái pha vừa rồi Get Right có ống ngầm mà còn không thấy được đỉnh đầu của Dupree. Đó là cái chỏm đầu thôi. Ừ, nhưng mà Dupree lại nhìn thấy. Dupree free pha trước luôn. Bóng hay dã man đến từ Astralis. Còn bây giờ bên phía Astralis họ đang
chiếm được khu vực middle rất nhanh. Chỉ là họ lựa chọn đánh đâu đây. Và họ có vẻ muốn tràn lên bom xe A rồi. Đấu ốp ở middle rồi. Forest bị một phát cảnh cáo vào chân và ngay lập tức đã phải lùi về. 5 người và Achalit sẽ đánh tổng lực lên bom xe A. Vị trí của Lecro đang kề khá cương với cậu ốp. Có vẻ như Lecro cần ít nhất là phải đổi được một mạng. Ít nhất là một mạng rồi, nếu không thì các thành viên Achalit sẽ tanh được hẳn vào bóng sai. Nó rất nguy hiểm như vị trí của Lecro. Lại cái trò vừa nãy rồi, và bây giờ thì bắt đầu tăng vào. Forest sẽ là key player trong điều này. Forest bắn thông minh một mạng, Lecro đổi một. Get Right nằm rồi, Lecro đang bắn trượt quá nhiều với cầu hộp. Và đó là một điều đổi mạng tốt tới từ Sip. Về một bắn yếu luôn cả Dennis rồi. Bây giờ thì huống là 2v3, Red có những pre-fire khá lao. Một level chỉ còn mình có 13 HP thôi, một góc chế trước. Level đang cực kỳ tự tin vào skill cá nhân của mình. Tuy nhiên thì nên nhớ rằng Dennis đã đổi vị trí lên shop rồi nha. Sẽ có flash được pop ra, né luôn. Level nhìn thấy chân rồi, solo em. Chưa ai có mạng của ai cả, nhưng Dennis vừa rồi đã kết thúc những chiếc Magis Boy. 2v2. Giờ thì sao đây, ship lộ vị trí nhưng ngay lập tức level đẩy vào. Rex bắt được một người nhưng đây là một khẩu off tới từ Rex mà không hề có cơ hội để clutch khi mà level có pha xử lý quá khôn ngoan. Tỷ số là 9-3 dành cho Achalit. Đỡ hơn ở cái map thi đấu trước rồi. 9-3, thậm chí có thể tăng lên nhiều. Bây giờ tôi đang thấy NIP họ hết tiền. Vâng, sẽ chỉ là mua lục và giáp thôi. Wow, tất cả các thành viên khác hết tiền, Lecro nhiều tiền thế nhỉ? Những cái round xếp súng liên tục có vẻ như đang tích trữ cho Lecro một lượng tiền rất lớn. Vẫn sẽ là Eco rồi. Thêm một điều bao tactic nữa dành cho Nip. Rex đang là player bán tốt nhất cái điểm hiện tại với 9 frag. Ngay sau đó là tài năng trẻ Forest. Có vẻ như là về kill thì NFT họ không thua kém bên cái Achalit quá nhiều. Chắc cũng lo một phần là NFP họ chủ động đi xếp súng mà. Xếp súng nên là nó giảm đi mất cái lượng kill của Achalit. Còn với những cái tình huống đánh vào bom sai như thế thì NFP họ vẫn chưa tìm ra được những cái gọi là những cái cách nó quá là chắc chắn để có thể ngăn cản được đối phương. Nhưng chủ yếu là những cái round thắng của họ là ở những cái round mà có cá nhân tỏa sáng. Nó khiến cho việc là Achalit họ cũng hơi gặp bất ngờ một chút thôi. Vậy là quyết định full buy tới từ Nip rồi. Có off tới từ vị trí của Lecro. Và giờ thì Nip đang bắn tới 3 người với một bom xe B. Forest sẽ là người bắn mid với của M4. Nhưng vừa rồi thì Lecro bắn đột chân của Sip và ngay lập tức là một viên AK vào mồm. Get right nhặt off và lùi rồi. Tuy nhiên thì Achalit đã có lợi thế bên người. Trong bom xe A thì có một mình Get right và Nip đang muốn đánh lô ở trong round thi đấu quan trọng này. Đây là một key round. Dupree đã có một điều di chuyển vào mid rất hợp lý rồi. Bây giờ thì rất có thể là bên phía của NIP sẽ phải trả giá xin một flash hay không. Dupree có một mạng ghi nằm xuống bởi Getride. Nhưng giờ thì Divine đã kê trước rồi. Mà nếu Getride tò mò thì chắc chắn nó sẽ nằm thôi. Nhưng đó là một tiếng bắn trượt của Divine thì phải. May quá. Getride vẫn đang thể hiện sự lì lợm của mình và bây giờ thì có lợi thế kê trước rồi. Nhá ra, flash được trả ngược ra. Ra thì đấy, điều pop flash tới từ những player là cực khó chịu. Và Achalit đã đọc được đội hình của Nip và họ bách toàn bộ về ở vùng bom xe A. Một smoke one way dành cho Magis để pick người. Lửa sai nhưng vẫn check rất cẩn thận. Và giờ thì ship cũng đã lên đến được vùng ô tô và biết bom xe A clear. Tỷ số có lẽ sẽ là 13 thôi. Không có cơ hội để cứu bom khi mà trên người của Nip không hề có kit. Và cũng không còn lại những quả bom để có thể retake nữa rồi. Bây giờ vấn đề là bên phía NIP họ có xếp được súng hay không thôi. Achalit có muốn đi bắt súng đối phương hay không? Nhưng cái vấn đề bây giờ vào bom sai đặt C4 nó là quá dễ dàng với Achalit rồi. Chỉ là xem là NIP họ giữ được những khẩu súng nào cho đến cuối round. Ví dụ như là bây giờ Get Right ra đang ở trong vòng nguy hiểm. Khi mà vị trí của Glay cùng với đó là Magis đang dần dần tiến đến, không chỉ hơn đó là Red. Vâng, Red anh ta đang đứng hơi có vẻ muốn bắt súng đối phương thì phải. Đây là một điều Red đang muốn đổi sang khẩu Gali như vậy rồi. Vừa nãy thì Dupree có rơi một khẩu Gali ở đây. Đúng là Red đang thèm khát cái khẩu Gali này. Một điều tham minh nhặt súng cũng khá ổn. Tuy nhiên thì tỷ số hiện tại đã là 13 nhặt về khẩu Gali có vẻ
gọi là thêm chút hy vọng nhỉ. Tầm này thì nên tận dụng từng chút một. Dù nó có là bé bao nhiêu, dù nó có là khẩu CZ thì cũng vẫn phải nhặt. Nó cũng đỡ hơn của USP rồi. Tiếp tục là nó up cố nữa tới từ NIP. Tiếng kê off quá đẹp tới từ Divide. Forest làm cái gì đây? Tiếng nhảy check ừ. Dennis đang muốn cường skill. Vừa rồi thì Forest đã nằm xuống. Dennis có vẻ như cũng đã lộ rồi. Lùi kịp tới được vị trí của Dennis. Giờ thì đang muốn mid to B. Rex đang là người solo với một khẩu Gali và chỉ có trong người một quả flash thôi. Dupree thì đã bò được vào đến đây rồi. Khi quả smoke ở khu vực tunnel này tan thì vị trí của Rex sẽ trở lên là cực xấu. Rex đang muốn tăng láo vào và ngay lập tức thì Rex miệng luôn với Dupree. Bom CB hoàn toàn clear. Lỗi quá lớn thuộc về Forest trong tiếng vừa rồi, nhưng mà chỉ có một khẩu scar nhưng mà lại quyết định ra mid để bắn nhau với orb của Divide. Giờ thì get right. Vâng, đổi được mạng của Divide rồi, nhặt orb và sủi rồi. Tuy nhiên thì hai người bên phía Atlantis đã đuổi đến đít rồi. Lửa được trả ra để hỗ trợ là rất hay. Divide bắn yếu được Clay. Nhưng giờ thì Lowtun đang đẩy ra. Dennis hạ được Clay. Divide không phải đó là double kill được get right. 2v3. Cứu bom ừ. Không được đâu. Không thể nào cứu được khi mà còn một quả lửa tới từ ship. Làm sao mà cứu được? Có lẽ là bắn yếu súng của Atlantis thôi. Nhưng nó cũng không quá quan trọng nữa khi mà đây là một round thắng. Thì Atlantis round đấu sau có hết súng thì họ vẫn bài một cách bình thường rồi. Số là 11-3 rồi. Cái last round rồi. Sau sau nó đã là một cái last round. Bây giờ Dennis có mạng rồi. Vậy là bắt được toàn bộ súng nhưng mà nó có để làm gì đâu. Danh dự. An ủi. Dennis vừa rồi đấy là không nên bắt súng mà trốn đi thì nó sẽ hợp lý hơn khi mà giữ lại thêm được một khẩu M4. Rồi thì tự nhiên Nip lại trở nên khó. Nên Nip đang phải up lên cho mình một khẩu phá mát và chỉ có một quả smoke duy nhất thôi. Nhưng mà hãy nhìn Red xem thì cái lượng tiền của Red có vẻ như sẽ phải cầm U1P. Không quyết định không luôn. Các thành viên của bên phía NIP lại là rồi. Forest đang có vẻ như là hơi nhiều quá rồi. Electro nằm xuống và nó là double kill. Get ra đổi một trên cái miệng cùng với Dupree. Tiếng F-Mid nó thiếu sự gắn kết nó hoàn toàn tới từ Nip. Tuy nhiên thì vừa rồi Rex và Dennis mỗi người lại đổi thêm một. Achalip cũng đang rất biết cách quăng game. Rồi nhặt bom và quay đó thì back về rồi. Dennis đang muốn đẩy lên theo tham mình. Level đã di chuyển vào đến shop rồi. Level đã đọc được hoàn toàn những vị trí bên phía của NIP. Và giờ thì chỉ cần đợi người đồng đội ship di chuyển lên thôi. Thêm một quả smoke nữa là được. Rex back về B ừ. Có vẻ như biết về A rồi. Rồi smoke được trả ra. Quả smoke hơi sâu. Có vẻ như lỗi rồi thì phải tới từ ship. Thở hở phải. Cần phải thêm quả smoke nữa. Bây giờ thì Dennis đã vào đến shop. Thì lửa được trả ra dập luôn. Nhưng đây là một quả smoke tự hủy ư. Tự phế bản thân đến từ Dennis. À đến từ Red. Bây giờ làm đến từ Dennis. Nhưng bây giờ Red bắt được zip back rồi. Còn ở đây rồi, cái góc đứng này nó đang là khá khó chịu nhưng góc này thì hở cả hai đầu. Anh ta đã quyết định đưa về một góc đứng tựa lưng. Quyết định là bắt vào vị trí của Red trước đã. Red vẫn đang di chuyển khá kín đáo. Trong khi đó Dennis cũng đang hùng hục lao lên từ khu vực A-shot rồi. Người này vẫn đang bò trườn. Chắc chắn sẽ đọc được ra được cả đây thôi. Bây giờ thì sao? Một mạng rồi. Đang ngồi gỡ lần. 4-11 dành cho NIP. Nhìn ra đi phim thành công. 11-4 rồi. 11-4 lần first half đỡ hơn ma biểu chưa rất nhiều. Nếu như ăn cho mình ground thì đó pistol này thì vẫn có cơ hội để comeback dành cho NIP. NIP rồi. Chính ra thì có vẻ như NIP, các thành viên NIP bây giờ họ mới bắt đầu tâm lý. Như về Forest có vẻ như những cái tình huống đẩy lên như này, đó là Forest đang nghĩ rằng mình cần phải đẩy sớm để tạo được cái lợi thế gì đó cho những người đồng đội. Cái pha đó nó lại đang phản tác dụng rất nhiều. Và cố gắng pick người thì nó đang phản tác dụng quá lớn khi mà Forest nằm xuống thì đồng đội anh ta cũng muốn đẩy lên để bắt lại người cân bằng lợi thế. Nhưng không, nó chỉ là những cái pha đẩy lên mà chết lẻ thôi. Liệu Nip có ăn được cho mình ra pistol thứ hai hay không? Ở trong map thi đấu đầu tiên thì tỷ số pistol là 1-1. Trong map thi đấu này, map đơn 2 nó khó hơn rất nhiều. Chứ nếu Achalip bắt bài đúng thì nó có vẻ là hơi khó cho NIP.
nhưng mà cuối cùng đối đầu bằng xuống với tay đôi như này thì NFP họ đang thua tiền rất nhiều. Thành viên của Achalit vẫn giữ được phong độ quá ổn định, bắn nhau không có lần trường. Bây giờ thì Cường có dự đoán gì đội hình của Achalit ở đằng sau không? Đội hình đứng ở 4A4B gì đấy, làm vắt 4-5 ông đẩy mid luôn đi. Có lẽ là Achalit vẫn sẽ bắn rồi đi defer rồi. Tuy nhiên thì Divide có những cái điều bắn piston round ở full platform bom sai B là cực kỳ ghê. Cần phải có một điều bắn tốt, entry tốt tới từ Rake thì may ra. Tôi nghĩ rằng là Achalit họ sẽ đứng cho đội hình với khoảng 3B và 2A. 2A sẽ giữ của Aelon, sau đó lại đưa về một tình huống retake. Nhưng mà Achalit retake nó khá là chuẩn chỉ. Chắc có vẻ họ sẽ muốn retake bom sai A hơn là bom sai B. Bom sai B retake thì sẽ khó hơn rất nhiều. Phút nữa rồi, First half đã kết thúc với tỷ số 11-4 rồi. Tỷ số này là nó cũng nằm ngoài dự đoán của anh em. Thì mà chúng ta đã nghĩ rằng được First half nó còn kết thúc với tỷ số căng thẳng hơn dành cho bên phía NIP cơ, 14-1 chẳng hạn. Tưởng OP này không kín được. Khó rồi. Chúng ta không thể cứu được cả. Không nghĩ gì. Bây giờ thì chúng ta cùng chuẩn bị trở lại với cái lượt second half. Trận đấu giữa Achalit cùng với đó là NIP thôi. Còn tỷ số hiện tại thì như chúng ta đã thấy, Achalit đang dẫn trước 11 round và họ đang được ở bên phía CD side. Còn tôi đang thấy một pha đẩy mid để lấy thông tin rồi. Nhưng mà Red cũng đã phát hiện được điều này và ngay lập tức thành viên Achalit họ lùi về. Còn đây là một round có vẻ như NIP họ muốn đánh về bom side B thì phải, họ đang hold đến 4 người ở khu vực upper tunnel. Rất nhiều smoke, flash và lửa đã được mua. Và mới ủi trời ơi, búp cái quả. Ôi trời ơi, smoke tự hủy đến từ NIP. Thôi. Trong những cái round pistol như này đánh ôm xe B nó sẽ là cực kỳ tổ. Và đặc biệt hơn nữa là Achalit đang bắt bài lửa platform rồi, Magi sẽ phải đổi vị trí rồi. Rồi đến bắt đầu có flash được pop ra, không ai check vị trí của label cả. Còn bây giờ thì Rake có một mạng đèn đi đen sau Dumbri nhưng Divide vừa đổi một. Còn bây giờ thì sao đây, label có thì mình mạng của Electro. Forest hạ cùng đi vị trí của label. Còn bây giờ thì Rake đang solo aim, Rake bị bắn yếu, Dennis có double kill. Còn bây giờ thì bằng Dennis 1v3. Còn Dennis đang muốn bắn cục và đó là triple kill dành cho vị trí của Dennis. Một round thi đấu mà Achalit đã bắt bài tới 3B. Nhưng mà King of Piston một thời, Dennis đã thể hiện kỹ năng bắn lục của mình với ba bạn thi thoảng thể hiện phát. Nhưng mà đây là một cái round pistol mà Dennis tỏa sáng, còn những round trước đấy thì tôi không biết là Dennis thì mất mặt ở tận đâu rồi. Cộng 5 danh dự và rất có thể sẽ là 6 thôi khi mà Achalit dậy cố trắng ở trong round thi đấu. À ui, vậy là bay luôn ạ. Sip và Dupri sẽ là hai người bắn scout chiếm long rồi. Getride đang muốn tăng ra, còn nên tốt được trả ra. Bây giờ thì trả ngược lại, Lego có một bạn. Getride ông đi divide cái nằm xuống bởi Clay. Bây giờ Clay có lùi được anh không đây? Vậy là Clay nằm rồi và đó là mạng thứ hai của Lego. Forest đang bài tờ mid. Rất nhiều thông tin rồi. Forest di chuyển rất tự tin và giờ thì có lẽ sẽ có cho mình hai free kill thôi. Đây rồi, một mạng. Ôi, bắn vào mồm. Dupri là có và bắn quá tốt. Cần phải xem lại pha này thì mới biết được Dupri anh ta quay 180 độ và êm thẳng vào mồm của Forest như thế nào. Nhưng mà anh ta sẽ nhặt về được một khẩu AK thôi. Quá đáng sợ đến từ Dupri.
bây giờ bên phía NIP họ đã có cho mình được vào thằng thứ 6 nhưng họ mất hai người. Đó là Gerard và Forest. Và thực ra thì cũng không quá là bất ngờ khi mà Achalit họ chỉ đang có được cho mình một round fork 3. Nếu mà là eco trắng thì nó sẽ dễ dàng hơn cho NIP rất nhiều, nhưng Achalit họ đã quyết định là cố gắng kiếm về cho mình một round thắng nữa nhưng họ không thành công. Nhưng mà ở round đầu sau, Dupri có cho mình AK. Vâng, liệu là có player nào bên với Achalit muốn lên giáp sau đó thì Dupri đốp cho khẩu AK không? Vâng, gánh vác gọi là toàn bộ trách nhiệm của bên phía Achalit trên vai. Bên đây chúng ta vừa được xem lại pha bắn của Dupri. Không nhìn thấy mặt của Forest đâu nhưng mà vẫn bắn trúng. Vâng, cái điều này càng làm chắc chắn là bên phía Achalit có thể nhìn được xuyên tường. Sáu 11 giải như NIP. Vâng, bây giờ Achalit đang bị eco trắng rồi. Dupri là người lên giáp. Vâng, Dupri quyết định là người duy nhất lên giáp và cầm AK. Trong đó các thành viên còn lại toàn lục. Thế này có vẻ hơi khó rồi. Đèn đi bắn trong cuồng loạn, kết thúc được vị trí của Magit rồi. Vâng, bên phía Achalit vừa bắt tiếp súng Lenny và Get Right cũng đang phải nằm xuống, đưa tình huống về là 3v3. Nhưng mà Achalit họ đang chơi khá cẩn thận, họ nhặt được súng xong họ đi xếp luôn. Vâng, để cho một mình Glaive bắt súng là không thành công. Nhưng mà lại một round nữa thì NIP lại cống hai súng về cho bên phía Achalit rồi. Vâng, là Dupri thấy được cả vị trí của Red. Liệu có một tình huống solo em hay không? Dupri vẫn đang chơi rất cẩn thận. Vâng, không hề có những tình huống chủ quan, khinh địch gì cả. Ngay lập tức anh ta đã lùi về. Chiến thuật cấu gì à? Achalit mỗi game làm một súng. Mỗi game làm đôi súng thôi. Không sao, lượng tiền tích được của NIP cũng đang là khá nhiều. Nhưng bây giờ, vấn đề là bây giờ Achalit họ full buy được rồi. Achalit họ full buy được với những khẩu M4 AUG hay là thậm chí là ốp trong tay Divi. Và ở bên phía T-side thì chúng ta không được nhìn thấy cái sự khác biệt của Achalit với cả các team khác ở cái map thiếu đất 2 này. Khi mà bắn về City Side, đó là cái khẩu ọc của Divi, bắn được một bom xe A thật sự là quá chắc chắn, và cả cái bom xe B nữa, cái sự chắc chắn không hề nhẹ. Đứng đầu nó chắc chỗ đấy, đứng đầu chắc chỗ đấy rồi. Vâng, lần này thì Divi quyết định bắn ọc mid rồi. Dupri sẽ chủ động úp mặt vào tường. Vâng, ra được bom ra. Dupri vả ngay vào mồm của Dennis. Smoke được trả ra. Và giờ thì sao đây, Glaive vừa bị bắn yếu. Nhưng bây giờ thì Simnik bị ăn gục bởi Rex rồi. Vâng, Ned được trả ra. Tình huống ném trả đồ rất hợp lý tới cho Achalit. Và tình huống quay trở về 4v4. Vâng, Glaive sai thăm minh và bị ăn gục bởi Getright. Không hiểu vừa rồi. Rất ít kỳ thôi Glaive có những tình huống xử lý sai thăm minh như vậy. Vừa rồi là một tình huống khá là điển hình. Bây giờ đến bạn lên A cũng sẽ là gặp khẩu ọp của Divi, còn nguyên những sự khó khăn. Dupri đang bách về giữ khu vực A-Lo. Và giờ thì sẽ là một pha solo em thôi. Và ngay lập tức thì Getright bắn mồm Dupri rồi. Divi là player dồn lại duy nhất một mạng của Divi. Nhưng ngay lập tức đó là 3 mạng dồn lại cho Getright. Magit lộ rồi. Một góc kê trước của Lecro. Và đó là một tình huống vả mồm. Vâng, gáy rồi. Alo. Gáy rồi, Nip và cơ hội đang được mở ra. Rõ ràng là cái map thi đấu này nếu như làm tốt thì còn nguyên cơ hội để Nip có thể kéo được sang đến map thi đấu thứ 3. Khi mà Forest vẫn chưa lên được tiếng gì thì Get Right, anh ta đã thể hiện được cái việc làm anh của mình là phải làm gương cho các em, phải tỏa sáng và vực dậy tinh thần mọi người. Với một pha làm triple kill này, NIP nó sẽ lên tinh gọi là bắn tốt hơn. Làm anh khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Tăng B rồi. Vâng, vậy là một tiếng quắc B rất bất ngờ đối với NIP. Và Divi đổi được mấy với khẩu Dingo đây. Vâng, một mạng rồi. Không có double kill nhưng đổi mạng tốt của Dennis. Dupri bắn trượt với khẩu Scar và cơ hội được đóng sập lại với Achalit. Vừa bắn trượt vừa rồi, đang có một pha biter của Rex ở vùng middle nha. Nên nhớ rằng là như vậy.
Rồi thì ai sẽ được boot lên đây? Magit Boy sẽ là người được boot lên. Nó cũng có để làm gì đâu. Rex hạ gục định level trước khi ship miệng gục bởi Electro. 2v4 lại xếp súng ừ. Giữ lại những cái giáp cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà điều 2v4 này thì cơ hội gần như là không có. Khẩu súng duy nhất rơi thì đã ở trong cụm bom xoay B mất rồi. 11-9. Người 9-11 dành cho NIP và tiếp tục với những cái round mà họ có kéo giãn, thu hẹp lại cái khoảng cách. Nhưng mà bây giờ chỉ còn một mình Magis thôi. Mình Magis chết nhanh thì cho còn sang round mới nào. Bây giờ Red thấy được Magis rồi, đấu súng xảy ra. Ui dồi ơi, bắn DE nó lại là tín. Vâng, như tôi khen lúc nãy, Magis Boy tôi luôn đánh giá là player bắn DE tốt nhất lên chỉ Achalit. Thì bây giờ bắn AK nó cũng là hay luôn với cái mạng của Lepro. Bởi vì vì NIP. Ôi bắt súng kiểu nip, bắt súng kiểu nip đây rồi. Đặc sản, đặc sản. Bắt súng mất 3 súng không sao cả. Nó vẫn là một đòn thẳng anh cho NIP thôi. Lượng tiền của họ còn là khá nhiều. Trong khi đó thì bên phía Achalit họ sẽ tiếp tục đến với một key round nữa. Nhưng không, họ đã thua liên tiếp khá nhiều và có lẽ là đây sẽ không phải một key round. Với liên tiền còn lại nếu như thua trong trận đấu này thì Achalit vẫn đủ để có thể up. Bây giờ đến quyết định bắn 2 orb rồi. Dobri sẽ là người bắn orb phụ. Đó là mid, muốn phi mid nhanh ừ. Lecro đang phi rất cục trong yếu này. Dupri nhảy check. Thấy hay chưa đây, sai thăm binh rồi. Bây giờ Dupri bắt buộc phải back về. Quả smoke cực kỳ khó chịu. Còn bên phía NIP họ vẫn đang chiếm giữ được khu vực mid đồ từ khá sớm. Liệu có phải là setup mid to be để fake đánh lên A hay không đây? Tiếp tục lại là đi vào khu vực A shot. Nhưng vị trí của Divine đang là khá đẹp. Cả Zipback cũng đang nhìn thấy được cái điều này nữa. Smoke one way tới từ Dennis rồi. Giờ thì ai đây? Tuy nhiên thì với khẩu orb của Divine, những tình huống tận dụng one way nó sẽ không được ok cho lắm tới từ Nip. Còn đây là bài set smoke để nhảy CP7. Mid to be rồi, đang có một người hầu cũng lâu tồn. Nhưng giờ thì Lecro bị bắt bởi Dupri. Và cái kế hoạch nhảy CP7 của Nip nó sẽ bị phá sản thôi. Tiếng góc chọn vị trí là quá dị tới từ Dobre và rồi có vẻ như Nip có vẫn quyết định đánh lên. Nhưng lần này thì sẽ là đánh A chứ không phải là nhảy City Bay nữa rồi. Bắt đầu có bom mìn được trả vào. Với quả smoke này thì Nip sẽ bị chậm lại thôi. Quyết định đi qua rồi, pop flash là đi qua. Ship đang là người còn lại trong cuộc bom sai. Ship sẽ bắn theo đám mình. Và bây giờ thì Rex không thể nào di chuyển được ra, một mạng có Divine. Tiếp theo là Ship headshot Dennis. Ship chỉ cần sủi rồi, 20 giây nữa. Chắc chắn nó không thể đủ tham để đặt bom được rồi. Và bây giờ thì Sip bắn luôn một bộ get right cho nó cẩn thận trước khi nằm xuống cái forest. Và đó là double kill cho Divine. 12-9. Vẫn là những pha xử lý quá khôn ngoan của Sip Lịch trong vụ bom sai A. Rất khó khăn để có thể kết thúc Sip Lịch một cách Sip Lịch một cách nhanh nhất có thể. Khi mà liên tục là trốn đi cầu rất nhiều thời gian và sự chú ý cho những người đồng đội của mình. Với pha này Zipback chỉ cần sống thôi, đi vai bắn thoải mái thì gần như là bom sai A là không thể vào được. Và bây giờ NIP tiếp tục là một round full bài nhưng đây đang là key round rồi. Một tiếng tăng long nhanh. Oh, Lecro bả mồm lây rồi. Tiếng bắn tay quá to của Lecro. Lợi thế hơn người cho NIP. Cơ hội lớn đang được. Tại cùng chờ xem, Divine đang phải kê vào khu vực A-Long. Ship bắt buộc phải ép ra shot khi mà đã mất đi nhiều lầy của A-Long từ khá sớm rồi. Tuy nhiên thì với góc kê của Divine thì chắc chắn sẽ có những quả flash được pop vào để đẩy lùi vị trí của Divine về thôi. Dennis vẫn đang là người ở lại. Ô, nhưng vừa rồi là một tình huống mà Getrai đã cố gắng nhảy xuống pit. Phản xạ quá nhanh của Divine và tình huống quay trở về 4v4. Có những khoảng thời gian mà Getrai đã tỏa sáng, tuy nhiên thì vừa rồi là một pha xử lý hơi lỗi của Getrai. Thời gian còn lại là 50 giây. Dennis vẫn đang cố gắng cùng window bóng xe A được để lại cho Dupri solo với một khẩu orb. Pha giá mid rất đầy của Dennis và liệu có tham binh hay không? Đây rồi, một tình huống headshot, Magis Boy nằm xuống. Nhưng bóng xe A vẫn còn tới 2 người. Đội Divine, vâng vậy là Divine nằm xuống về Forest rồi. Một pha thăm mình quá hay của Dennis. Chúng ta có thể thấy tình huống di chuyển vừa rồi.
Rồi thì ship đẩy ra. Còn ship bắn lỗi skill và ship không có mạng. Mạng thứ hai thì Olegro đúng reset súng thôi. Vào thằng thứ 10 của NIP rồi. Có vẻ như quyết định pick mang thiếu đơn này nó đang khiến cho Archelip gặp khó. Có vẻ ở cái round vừa rồi thì đây là một trong số những round hiếm hoi mà tôi thấy rằng NIP họ thực hiện được đúng với cái ý đồ của mình. Từng vị trí một đứng ở đâu và bắn vào vị trí nào, bắn vào ai. Và họ đang thể hiện đúng được với cái tactic của bên phía T-Sang. Bắn hay quá. Bây giờ Archelip là chỉ còn một mình đập reset ult rồi. Liên tục là những điều ép được cho Archelip yếu tiền. Rất thành công. Tiếp theo sẽ là một kill round dành cho Archelip. Nhớ đâu NIP cân bằng tỷ số và Deadpool luôn chiến thắng. Ui, one tap luôn. Deadpool rất hay. Round vừa rồi. Với những tình huống biter của Legro thì anh ta chỉ cần bình tĩnh hơn một tí thôi. Lúc nãy Legro đã chết bởi Dupri đúng không nhỉ? Gen Rai vậy thì đã bắt đầu chậm lại rồi. Lượng tiền như thế này thì chắc chắn Archelip sẽ phải up thôi. Tại sao lại up bài nhở? Dupri có thể drop ra được một. Có vẻ như Archelip quyết định chơi an toàn full bomb. Hoặc là họ sẽ để cho Nip lên được 11 round rồi thắng một mạch 16-11. Nó lại là đây là một pha gọi là hack não của Archelip thôi, không biết có đúng hay không thì anh em có thể chờ đợi và xem. Nó lại là một cái kịch bản và chúng ta là những người đạo diễn. Và bây giờ thì bên phía Archelip chỉ có một khẩu op hy vọng đến từ vị trí của Dupri. Liệu Dupri có thể làm 4 làm 5 được hay không đây? Bởi vì Archelip họ đang đổi đi một vài vị trí khi mà bom sai B bây giờ đang là Magis cùng với Glaive. Dupri thì là người keo ốp lên này shot để pick mạng bút người lên luôn, nhưng quả nết là khá tốt đến từ Dennis và nó đã kéo được rất nhiều máu của Archelip rồi. Vâng, vẫn chưa có ai ló đầu ra để Dupri có thể bắn được cả. Vâng, rất kiên nhẫn. Bên phía NIP bắt đầu bu flash để đẩy vào. Dupri tự kéo xuống và chết trong tay của Red. Tiếp tục là các thành viên của NIP họ nhồng lên, nhưng Archelip cũng lùi về rất sâu. Đây là một round mà Archelip đã chủ động bắt súng đối phương rồi. Rơi khẩu ốp duy nhất rồi. Và giờ thì khả năng cao chúng ta sẽ có round thắng thứ 11 dành cho NIP. Những tiếng trả smoke rất khó chịu. Nhưng giờ thì sao đây, ship vả được một trước khi nằm xuống bên rank. Không có nhiều cơ hội cho ship như tiếng vừa rồi. Bom xe B đã được đẩy bởi Clay. Divine cũng đã đẩy ngược ra long. Giờ thì có lẽ là sẽ muốn bắt một vài khẩu súng tới từ Archelip thôi. Legro đang kê tâm sai rồi. Clay liệu có đoán được ra hay không đây? Vâng, vậy là Clay đoán ra luôn ạ. Vãi trưởng, và đó là một tiếng headshot của Clay. Tiếp theo thì sao đây, Divine bị ảnh hưởng bởi Genrai rồi. Tình huống đọc game xe của Clay vừa rồi tỏ ra là quá tốt. Chúng ta có thể thấy bây giờ có lẽ sẽ là một điều giữ AK cho ra thi đấu tiếp theo thôi. Mọi thứ nó đang là hợp lý dành cho NIP. Khi mà họ đã có cho mình được ra thắng thứ 11, chắc chắn là sẽ có được round này rồi. Archelip có được một round mà full bài rất đầy đủ, lượng tiền là khá nhiều. Chúng ta lấy có thể đốt được ra cả AK. Tiết kiệm lại được một lượng tiền khá lớn rồi NIP, à dành cho Archelip. 12-11 và giờ thì sẽ tiếp tục là một round full buy nữa của Archelip. Liệu có lên 2 off nữa hay không? Vậy là vẫn có 2 off rồi. Ship sẽ lên của AUG. Divine và Dupri vẫn sẽ là hai người bắn off của Archelip ở trong map điều thứ 2 này. Cùng với đó thì bên phía của Nip, khẩu off của Forest nó không đóng góp được quá nhiều. Bên phía T-Side không gây được quá nhiều đột biến nhưng không sao cả. Legro vẫn đang có phong độ cực kỳ cao thì hiện tại. Ai sẽ là người tận dụng được trong round thi đấu này đây? Nếu như ăn được round này thì Archelip sẽ ép được Nip về thế yếu tiền. Còn nếu ngược lại thì Archelip sẽ phải eco rồi. Điều pop flat và chiếm mid vẫn là tactic default tới cả hai team. Mà Gizboy phát hiện là Legro thì nhá rất dẻo. Đó là Dupri có vẻ như đang tỏ ra hơi thiếu sự chắc chắn với khẩu off và cục mid. Đã cùng chờ xem, smoke được trả ra rồi.
đội hình vẫn đang là ba người của Boxaya tới từ Astralis và có vẻ như họ đang muốn đẩy so này chẳng không phải. Một cú boot ship lên góc Smoke One Way. Trong đó thì Deep đang hầu rất đông người của Tunnel, nhưng giờ đã quyết định bách ngược về để control map rồi. Thời gian còn lại là 50 giây, tuy nhiên thì lượng bom là không nhiều. Trong đó thì Astralis chúng ta có thể thấy vẫn đang còn rất nhiều bom, đặc biệt là chịu ship. Lấy còn một smoke của Boxaya. Divine đang kê off trực diện của A-Long. Một đội hình rất đẹp của Astralis và Glay chỉ cần giữ lại ở trong cụ bóng xe thôi là được. Nhưng giờ thì Magis Boy bị ăn lùng bày Electro rồi. Dupree đổi mạng thành công. Grand Dry Headshot định Glay vô. Còn bây giờ thì Divine bắn trượt rồi. Một tình huống bắn trượt rất tai hại. Nhưng tại sao lại có một quả lửa tự hủy như kia? Vâng, Divine chưa có mạng. Ship đang muốn solo em một tiếng này. Còn bây giờ thì Ship có được một mạng của Dennis rồi. Double kill anh cho Ship này. 4-3-2. Nip sẽ làm thế nào để giữ được bom đây? Forest đang đổi sang mình một khẩu P250 và Forest nằm xuống mình Dupree. Rack đổi được một. Còn bây giờ thì Rack. Vâng, 1-2. Rack. Trời ơi, vâng, hết đạn rồi. Còn bây giờ thì Rack nằm xuống mình đi vài. Ship múa hay quá. Vâng, phải gọi là chơi kiểu cứ thập thà thập thù với cái vị trí của Red thôi. Bắn không thể nào trúng được. Nan sơ tới thì trợ mờ luôn. Yếu múa quá dẻo, không trúng cầu bom à. Yếu solo em này thì khỏi phải bàn rồi. Vâng, bây giờ bên phía NFP họ đang có một cái round mà họ đâm nhanh lên đây shot chẳng. Dennis kéo cao lên 1-1. 2-1. Không, chỉ là 2 mạng dành cho Dennis rồi. Tiếp tục các thành viên NFP là chỉ cần theo bước chân của Dennis thôi. Vâng, bên phía ở A-Long đang có một đối đầu giữa Gatlight và Glaive. Ai sẽ... Ôi, chiến thắng là Glaive rồi. Đường thảm mình hơi tệ của Gatrai nhưng không sao cả. Dennis đã làm cỏ. Nhưng Dupree lại tiếp tục bắt được Electro. Nét được trả lên cung bóng dài. Ôi, quần nét đau quá đó. Đau tới từ cái label. Nhưng giờ thì Forest bắt được Clay. 2v3 xếp súng rồi. Hai bóng xe A vừa rồi đó là Divine và Sim đã không thể ngờ được là Dennis lại có thể một round thì đâu bắn lao đến như vậy. Vâng, và đây chính xác là cái cách mà NIP họ sử dụng để có thể gọi là counter lại Astralis. 1 phút 37 giây bắt được hai thanh niên của bóng Saya. Đẩy láo và phá ra mình rất nhiều. Chính xác là khoảng 35 đi. Vâng, một tiếng phi thẳng xuống vùng mid đỏ, nó chạy lên short. Quá là dị. Đây là người đi không ngoảnh lại. Đi lên và thậm chí là thấy tay của Divine còn đang cầm dao. Zipnik, Zipnik cũng đang cầm dao. Và hai người chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, đã thấy Dennis đứng trước mặt và cầm khẩu AK rồi. Đúng hơn thì 1 phút 40 giây clear hoàn toàn bom xe A, dã man. 12-13 và bây giờ Astralis họ đang sử dụng cho mình quyền tactical tham ảo. Họ chỉ còn một lần nữa thôi. Tôi không nghĩ được rằng là NIP lại có thể làm khó được cho bên phía Astralis đến như thế này ở cái mặt đất dài. Có vẻ thì quyết định bài luôn rồi. Liên tục là cũng lừa. Nếu như thua trong ra thi đấu này thì Nip sẽ lên được cho mình ra thi đấu thứ 14. Astralis vẫn có cơ hội để lật. Tuy nhiên thì khi đó lượng tiền của Nip cũng sẽ tích lại là khá nhiều. Cơ hội đang chia đều cho cả hai team 50-50 thôi. Đợt này là đợt 2-1 chứ không phải đợt 2-0 rồi. Đó, bây giờ thì sao đây? Astralis cho họ tiếp tục ra đội hình ra có vẻ cẩn thận hơn rồi. Chiếm A-Long trước và Red không qua được khỏi chỗ A-Long. Nhưng mà thông được vị trí của Magic Boy. Tiếp tục là di tích ném nét trên Get Right. 4v3. Rồi NIP họ lại thiếu người rồi. Có vẻ như là đẩy láo lại bị bắt bài. Và bây giờ đi vài thấy được rất nhiều thông tin. Dupree đã đến được hẳn đến khu T-Bay rồi. Tình huống đẩy quá nhanh của Dupree cũng bóng say bề. Cả hai team đang bắn láo với nhau. Và bây giờ thì NIP nếu mà vào tunnel thế này thì rất dễ dàng để cho Dupree thấy chưa? Thấy hình như thấy NIP ở mid rồi. Có vẻ như là chưa. Nhưng giờ thì Divine không nên cương skill. Divine chỉ cần nhá và lấy thông tin thôi là được. Phát hiện ra và Divine nằm xuống với Forest rồi. Và
tự nhiên cái tình huống đẩy team bay của Nukri nó trở lên là vô nghĩa. Vẫn có lửa check platform, label vừa bắt Dennis. Rồi thì Nukri sẽ di chuyển vào tunnel thôi. Chậm lại tới từ Nukri. Tại 3v2 lợi thế hơn người dành cho Archelite. Lacro đang đẩy vào yếu solo em này. Lacro vâng, bay ra đến Lacro headshot đi Nukri. 2v2 còn một lửa nữa tới Sim. Clay đang muốn di chuyển tới cuộc lâu tồn. Liệu có phải là pha di chuyển quá lằng nhằng hay không? Clay lộ tiếng rồi. Lửa được trả ra. Bây giờ Lacro hạ gục đi với chữ Sim địch. Clay còn đang di chuyển với cậu AUG. Cơ hội làm gì có đây. Bây giờ được Clay double kill cho Forest. 14-13 rồi. Không đúng hơn là 13-13 mà round sau thì Angelic sẽ ịn cú trắng thôi. Qua trận đấu rõ ràng là Dupree đã đẩy rất hay nhưng mà Divine thì lại hơi tự tin cùng Middle với tổng scale. Và đấy là Forest bắn hay quá, Divine vào đấy không hề kỳ cường, chỉ nhá thôi. Chỉ được nhá thì người ta sẽ đẩy cơ. Đó, muốn nhá mà Divine cũng muốn pick lại. Thử vận may của mình với tổng scale đó. Nhưng mà thôi, không sao, bỏ qua đi. Bởi cái gì qua rồi cho qua vậy. Bây giờ các thành viên Archelite họ đang phải cầm USP. Và nhiều hai người lên đe, đó là Magit cùng với Dupri thôi. Magit thì đang đứng ở bom side B. Thấy được cái tình huống lao vào. Một. Ôi trời ơi. Không có một thứ hai rồi. Magit đã làm hết sức mình nhưng các thành viên còn lại của NIP họ cũng nói không. Và liên tục là những mạng của Archelite họ đang phải nằm xuống và Red lại đấu với vị trí của Divine ở khu A-Long. Divine vẫn đang nhá, úi giời, nhá dẻo quá đi, thôi tôi đi về. Và Red ngay là tự kiếm được cho mình cả mồm của Zipback nữa. Vâng, vị trí của Divine đang dướn vào, dí vào Red. Rồi anh Chí phèo đây rồi, dí thẳng vào luôn, nhưng Forest đã cover người đồng đội của mình. Và một tình huống không còn gì để mất của Divine, dí vào Red qua tận cả cửa A-Long luôn. 14-13 NIP. NIP. Bên phía NIP tinh thần của họ thật sự đang rất cao rồi. Ở cái map mà họ đang bắt đầu trở lại comeback các thứ thì thật sự là đây là một điều mà không ai nghĩ rằng họ có thể làm được. Điền. Bây giờ thì có vẻ như là Archelite nên sử dụng nốt quyền tactical thao hóa cuối cùng của mình đi, khi đây là một cái key round rất quan trọng dành cho họ. NIP họ chỉ cần thắng được round này thì nó rất dễ dàng để kết thúc cái map thi đấu Dusside. Từ Dusside không biến thành Dusside một thật cũng nên. Bây giờ Archelite họ đang có Divine lên ốp và không có giáp, các thành viên còn lại cũng chỉ có cho mình một chút liệu thôi. Vâng, không có flash thế này thì rất khó để cho Archelite họ có thể có những cái tình huống mà đẩy sớm vào các khu vực quan trọng để pick mạng đối phương. Sẽ chỉ là một round mà Archelite họ chủ động bắn lùi và an toàn. Trong khi đó NIP được đồ trang bị đến tận răng rồi, liệu họ có thể kết thúc được cái map thi đấu này thì đây là cơ hội tốt nhất dành cho họ. Bên kia cả hai bên đều đang chơi rất cẩn thận, họ biết được tính chất quan trọng của round đấu này rồi. Forest đang kê đẹp. Vâng, Divine liệu có muốn tò mò hay không đây. Cả hai bên đều đang có ốp rồi, căng thẳng quá. NIP thì có vẻ muốn đánh lên khu vực A shot, trong khi đó Archelite cũng đang có 3 người ở trên bom xe A. Vâng, chỉ cần Divine không để cho ai vòng qua middle thôi. Và bom xa bắn tốt thì hoàn toàn Archelite có thể thủ được. Zipback đang có góc kê rất cường. Và cái góc kê này thường thì Zipback sẽ phải đổi được một mạng. Trong khi đó các thành viên NIP họ vẫn đang hầu rất cẩn thận, tham còn 33 giây thôi. Và họ còn một smoke và rất nhiều lửa, nhưng bây giờ và flash được ném ra liên tục để làm chậm các thành viên NIP. Bắt đầu set up vào bom xài nhưng Zipback kê cường. Một mạng, hai mạng, ui rồi ba mạng rồi. Vâng, Zipback bắn thế này thì đỡ làm sao. Vâng, bây giờ thì còn vị trí của Forest không vượt qua thì bạn có 14 đều dành cho Archelite. Vâng, cái cơ hội để kết thúc cái map này của NIP nó đã bay đi, và Zipback
Vâng, một tình huống ăn mừng phải mới đồng đội phải gọi là tại quá là đáng yêu. Không hề có quả flash nào được búp lên tới NIP vừa rồi nhỉ? Quá là vô lý. Không búp một quả flash nào lên cả. Và đó lý do tại sao Sim thì có thể thoải mái bắn đến như vậy. 14 đều rồi. NIP vẫn đủ tiền để full buy. Nhưng đây là key round. Key round dành cho cả hai team rồi. Off flash tràn lon nhanh rồi. Sủi thôi. Getride đang muốn phi luôn, cẩn thận bị khóa mõm anh ơi. Mắt rất may là Getride nhờ một tiếng cá thôi. Cả xích lên phường. Lên sao xuống, ôi một tiếng nhảy pit không thành công. Divine tiếp tục có một pha first pick đem về lợi thế hơn người dành cho Archelite. Từ nãy giờ NIP không thể nhảy pit được. Nhảy pit là Divine bắn chết. Hỏng rồi, có lấy vợ được hay không đây? Ông anh tôi sinh năm 91, giờ vẫn không cho lấy vợ thế này thì mất hết. Lửa được trả ra và đẩy lùi vị trí của Dupree về. Micro có những đường control mid khá là ổn rồi. Nhưng giờ thì Simic bắn vào mồm. Double kill dành cho vị trí của Simic. Bắn nó như này thì làm sao mà lấy vợ được đây. Getride thì còn cho mình khẩu 1P thôi. Sai tập mình rồi. Dupree biết điều này. Forest vẫn đang giữ lại pit với khẩu off. Tuy nhiên quả bom đã rơi quá sâu rồi. 2 vs 4. Bắn cho lag luôn cả máy thế này thì mất hết. Đây là lỗi của clean feed nha anh em, chứ không phải lỗi bọn mình, anh em vẫn nghe được tiếng bình thường đó. Sau tình huống này bụp bắn game ra, Forest chết. Đâu đột phát 5 ông Atalit chết nó mới buồn cười chứ. Ôi đây, đây. Đang chỉnh à đây rồi. Gì phẹp. No problem. Đây, chuẩn bị chúng ta xem sau thì ồ vẫn cứ là lag ở đây thôi. Vẫn lại bụp mất 5-3 sao đi chết. Toàn lắm. Vâng, vậy là Forest đang bị vậy là vẫn giữ được súng dành cho vị trí của Forest. Vậy nhưng vừa rồi thì Dupree đã hơi an toàn quá. Muốn một rồi lẩy xuống. Bắt luôn. Bắt thì cũng chả sao cả, rau sau rau cuối cùng rồi. Để đối phương giữ lại một cổ off nó rất chi gọi là đêm dài lắm mộng. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra là với cổ off này tới vị trí của Forest. Cái pha ăn mừng nó gọi là khá là khó hiểu tới từ vị trí Zip. Có vẻ như đó là tự hào ống ngắm của đấy là giờ. Đấy có vẻ như là tất cả trong tầm ngắm của tao rồi. Kính lúc kiểu như nhà bác học Einstein chăng nghĩ ra một quả small one way. Thực ra thì vị trí của Zipex anh ta cũng được đánh giá là player bán AUG tốt nhất của bên phía Archalit, thậm chí có thể gọi là từ ngày xưa rồi. Ngày xưa thì hay có Magit Dupree là lên cho mình AUG thôi, gọi caster cường nào nữa. Cường đang ngồi đây rồi. Nhưng mà AUG thì Zipex bắn mới là tín nhất của bên phía Archalit. Nhưng bây giờ xoay rồi, còn có một round nữa thôi. Đen xì màn hình như này nó là không hề vui một tí nào nha. Bụp phát OT. Bụp phát 5 giờ sáng về. Thế thì mất hết. Nhưng mà không sao cả. Được. Vâng, đây rồi. Chỉ to cho em cái này. Rồi, ok rồi. Vâng, bây giờ thì bên phía NIP họ có cho mình một cái round fog buy với những cái khẩu lục rồi. 3 khẩu DE đã được lên, cộng với 1 PA50 và ốp hy vọng trong tay của Forest. Vâng, thần rừng sẽ nắm giữ hy vọng của NIP trong round đấu này. Vâng, một khẩu ốp đối đầu với rất nhiều súng to của Archalit. Trong khi đó Archalit họ có 2 ốp của Divine và Dupree. Vâng, đây là một round mà NIP họ có vẻ muốn di chuyển cùng nhau chăng? Round nhiều. Này thì thật ra là hơi khó cho nít. Con đường duy nhất của họ đó là đánh short hoặc là mid to B. Nãy giờ rất khi ít mà thấy A-Long thì Blade đã chiếm được mất rồi. Có vẻ như muốn ra mid rồi, mid to B thật. Giờ đại cùng chờ xem. 40 giây. Dupree vẫn đang có một điều kêu trực diện cùng tần nổ. Và rất khó để nít có thể làm được điều gì đó. Flash được trả ra rồi. Dupree ép vào hỏng rồi, tại sao lại ép vào theo thang minh này. Dupree bắt được một người, mong được trả ra. Vẫn lùi được, ship địch hạng Forest rồi. Còn bây giờ thì Dupree nằm xuống về Rake. Magit còn lại trong vùng bom sai, Magit cần phải bắn tốt một mạng cho Magit trước khi bị ăn gục rồi. Muốn đang là 3 vs 2, Rake cũng chỉ còn được 28 HP rồi. Ship làm gì đây? Vâng, ship
Vâng, ship bắn chết Red rồi và 1v3 với vị trí của Getride, một khẩu orb. Getride đang chui quả smoke nhưng ship có vẻ như nghe thấy footstep rồi và đúng là như vậy. Đúng quá tỉnh táo của Jimnik. Và đấy thì nghe thấy rồi. Dạ, map thi đấu đỡ sai. Đúng là đỡ sai không? Còn nó đã kết thúc trận đấu phía chiến thắng thuộc về Achali với tỷ số 16-14. Rất căng thẳng. À đây rồi, vẫn vừa có kiểu cam cutter luôn. Rất xin lỗi anh em là mình không thể làm được gì nhiều. Không thể làm được gì nhiều quá nếp cả. Thật sự thì rất cảm ơn 4.000 hơn 4.300 anh em thì tạm đang ở lại và theo dõi mình một trận thi đấu vòng tứ kết này. Và anh em rất nhiều, và anh em đừng quên để lại những like cũng như subscribe cho mình nha. Và anh em đừng quên nữa một điều là 21 giờ ngày 3/3 tại số 10 Trần Phú Hà Đông là nhà Machinko kiểu ấy ở Viking 4 thì sẽ có Pop Storm trận chung kết bây giờ. Rất mong là anh em sẽ đến và chung vui với bọn mình trong trận chung kết ngày hôm đấy. Sẽ không có ra mẹ free thôi, free. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như nếu Atlantis vào chung kết thì chung kết nó không quan trọng, sâu mắt mới là quan trọng. Chứ bây giờ Azalit nó bắn như thế này, bắn nhớ đâu thì nó lại là một cuộc phục hận của Na'Vi thì sao? Ôi, năm ngoái thì họ đã để thua cái tỷ số 2-0 mưa trong vánh. Nhớ đâu thì năm nay họ lại bắn hay hơn nữa. Bọn tôi đã Na'Vi bảo là đấy, bọn tôi đã tập luyện rất nhiều. Bọn tôi nghĩ là năm nay của tôi sẽ vô địch. Năm nay cũng thấy nói thế. Vâng, và thôi bây giờ có lẽ là xin chào và anh em thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành cùng bọn mình ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh em. Và tôi là Cheese, còn bên cạnh tôi là Cường. Xin chào anh em. You know, pushing straight up Cat, catching Astralis off guard, but you can see what it means right there. Get right, disappointed in the Spodek once more, and Astralis move forward to the semis. It was a team effort from NIP. Everyone stepped up. Everyone had a big play in this game from the NIP guys. You said in chat, Dennis coming with the pace, Forrest showing some of that old glamorous glimmer of his play style as well. Lekre having some good calls. Everything seemed to click for NIP. It just wasn't enough when Sipnik stepped up in the later stages of the game. That's right. Having come through that main qualifier itself, it was a long, long road here for the Ninjas of Pajamas. And well, while their road has ended, one road will continue to carry on. That of Astralis. We do have OJ Borge on the stage with an interview. Thank you very much. He's just told me he might be a little bit ill, so I'm standing back just slightly. After that